hiện nay các cơ quan đơn vị trong tỉnh Gia Lai đang triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại thông tư số 01 của Văn phòng Chính phủ và văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo số liệu thống kê tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tính đến tháng 7 năm 2024, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt hơn 65%, tỷ lệ hồ sơ kết quả thủ tục hành chính được số hóa đạt gần 51%. Nhìn chung vì nhiều nguyên nhân, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vẫn còn thấp. Đáng quan tâm là một số đơn vị thực hiện số hóa chưa theo hướng dẫn. Ngoài ra, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh mới đưa vào hoạt động tháng 7 năm 2024 nên còn hạn chế trong việc tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực. Hiện nay, bên cạnh tiếp tục triển khai hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh còn đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực nhằm nâng cao hiệu quả và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.